Đại chiến giữa Cuồng Vương với Uyên Vương. Sau khi thoát khỏi khống chế, Cuồng Vương lập tức cầm đao bổ về phía Uyên Vương. Khán giả đứng xem bị đánh bật về sau ngã ngửa. Uyên Vương chẳng biết từ lúc nào đã tránh thoát khỏi đòn công kích. Cô ta sử dụng những cái xúc tu quỷ dị tấn công. La Hầu chạy lòng vòng tránh né rồi tìm cơ hội phản công. Ai ngờ những cái xúc tu lại thu phóng quá linh hoạt, ngăn cản hoàn toàn thế phản công. La Hầu liên tục vung đao chém ra nhiều luồng kinh lực. Xúc tu lao đến bao nhiêu đều bị chặt đứt bấy nhiêu. Chứng kiến cỗ sức mạnh này, Uyên Vương lại không hề lo lắng, thậm chí cô còn cảm thấy hứng thú. Sau khi giải quyết xong hết xúc tu rắc rối, hắn ta lại cầm đao xông lên. Kết quả vẫn như cũ, còn chưa kịp bay đến thì đã bị một cái xúc tu khác chặn lại, rồi lại bị tấn công dồn dập. La Hầu hoàn toàn rơi xuống thế yếu, cơ thể lần thứ hai bị xích lại. Sức mạnh của Uyên Vương vừa mạnh mẽ vừa quỷ dị, ngay cả cơ hội áp sát cũng không có, nói gì đến đánh bại được cô ta. Nhiều cái xúc tu quấn lại thành một quả cầu hình tròn. Cuồng Vương giờ đây giống như nhân thịt bên trong một cái bánh vậy. Uyên Vương điều khiển xúc tu đâm xuyên qua quả cầu. La Hầu bị đâm nhiều nhát vào người, máu liên tục chảy ra ngoài. Tưởng rằng cuộc chiến đến đây đã kết thúc, nhưng ngay sau khi Uyên Vương quay người rời đi thì một cỗ đấu hồn lại bạo phát. La Hầu hiển nhiên vẫn còn sống, chỉ là cơ thể đã chẳng chịt vết thương. Hắn gồng mình bạo phát đấu hồn thoát khỏi khống chế. Uyên Vương nhanh chóng sử dụng chiều cũ, đó là triệu hồi ra rất nhiều xúc tu ngăn cản. La Hầu dễ dàng tránh né rồi tiếp cận lại gần chém một đao. Cô ta nhanh chóng lách người tránh né. Nếu đòn tấn công này đánh trúng thì xác định là đầu của Uyên Vương sẽ bị tách ra khỏi cơ thể. Cô dựng ra một hàng rào bằng hàng trăm cái xúc tu. La Hầu tiếp tục thiêu đốt đấu hồn, toàn thân toát ra sức mạnh giống như lửa đốt. Hắn sử dụng ra tuyệt chiêu rồi lao tới chém thẳng vào bức tường bằng xúc tu phía trước. Sức mạnh chiêu thức này quá khủng khiếp, xúc tu cứng rắn bị chém đứt. Khói bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn xung quanh trở về con số 0. Một nắm đấm khổng lồ bất ngờ lao đến, La Hầu vội vã dùng hai thanh đao ngăn cản, cơ thể bị đánh bay về sau. Người khổng lồ này được tạo ra từ các xúc tu, mỗi bước chân di chuyển đều tạo ra một vụ chấn động. Người khổng lồ lao đến tung nắm đấm, La Hầu cầm đao xông lên ngăn cản, sức mạnh của hắn vẫn quá mạnh. Cánh tay người khổng lồ bị chặt đứt, chưa kịp vui mừng thì nơi bị chặt đứt lại mọc ra một cánh tay mới. Sau đó người khổng lồ tiếp tục giáng nắm đấm của mình về phía hắn. La Hầu tránh né được vài đòn rồi lại bị bắt. Người khổng lồ dùng hai tay định ép cho hắn thành mảnh vụn, La Hầu gồng mình ngăn cản. Uyên Vương thấy vậy, đành phải triệu hồi ra vài xúc tu đâm xuyên người hắn. Chiều này quá chí mạng, nó khiến cho Cuồng Vương mất hết sức phản kháng. Sau đó người khổng lồ lại biến đổi cánh tay thành nhiều xúc tu sắc nhọn, đâm liên tục. Tưởng rằng La Hầu đã bị biến thành cục thịt, nằm yên dưới đất, mặc kệ cho kẻ địch xiên. Nhưng không, hắn vẫn có thể đứng vững. Hắn dùng hai tay ngăn cản thế tấn công, sau đó không mình bạo phát đấu hồn. Tuy không cầm vũ khí trên tay, nhưng mà đấu hồn của hắn lại cực kỳ sắc bén. Đấu hồn hóa thành mấy chục luồng kinh lực chém ra xung quanh, đẩy lui người khổng lồ. Lúc này, Cuồng Vương giống như một sát thần, đấu hồn bốc cháy rừng rực, làn da không còn màu xanh truyền thống nữa, mà đã chuyển sang màu tím than. Hắn thu hồi lại vũ khí rồi bắt đầu phản công. Tốc độ cùng sức mạnh đã tăng lên gấp bội, dễ dàng tránh thoát khỏi các đợt công kích. Sức mạnh chém ra cũng dễ dàng chặt đứt cánh tay của người khổng lồ. Hắn bay lên trên không trung rồi thiêu đốt đấu hồn, sức mạnh ngưng tụ thành hai thanh đao khổng lồ chém xuống. Chỉ cần một kích đã đánh bại người khổng lồ. Chưa để cho Uyên Vương hết kinh ngạc thì La Hầu đã vòng qua phía sau chém ra một kích. Đòn tấn công quá bất ngờ, cô ta bị trúng đòn bay ra xa. Cô nhanh chóng đứng dậy, dù mới bị ăn đòn thì Uyên Vương lại không tỏ vẻ lo lắng, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng. A Tu La là phải tìm ra sinh mệnh và sức mạnh trong chiến đấu. Thương tích sẽ chỉ khiến A Tu La trở nên mạnh hơn. Đây là điều mà cô đã muốn nhìn thấy. Cô triệu hoán ra nhiều cái xúc tu bao bọc toàn bộ cơ thể. Xúc tu tạo thành một bộ giáp cứng rắn, rồi lao đến đánh trực diện. Dùng tay không đỡ đau mà không một chút chảy xước. Dù có bị đau bổ vào người vẫn không bị tổn hại. Bộ giáp toàn thân quá cứng rắn, căn bản không thể chém đứt. Thế công của La Hầu gần như không có tác dụng. Ngược lại, Uyên Vương tung nắm đấm bằng tay không lại có thể đẩy lui hắn về sau. Hắn cầm đao tiếp tục xông lên. Uyên Vương triệu hồi xúc tu từ xa trói chân và trói tay khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó lại dùng nhiều xúc tu đâm xuyên người. Chẳng rõ hắn đã bị xiên thủng người bao nhiêu lần nữa. Dù đối thủ đã thành miếng thì xiên thì cô ta vẫn không có dấu hiệu muốn dừng tay. La Hầu bị quật xuống đất, Uyên Vương lại tạo ra nhiều nắm đấm rồi bắt đầu một trận dã hành. Đấm liên tục mấy chục cú đấm vào mặt La Hầu. Sau trận đòn này, La Hầu đã nằm yên một chỗ. Điều này khiến Uyên Vương thất vọng. Cô vẫn muốn được chứng kiến kỳ tích, muốn được xem cảnh giới tối cao của A Tu La. Chỉ có cực kỳ ít người có thể thiêu đốt đấu hồn không giới hạn. Cứ ngỡ La Hầu sắp đạt đến cảnh giới đó nên cô đã đặt kỳ vọng. Bây giờ sự kỳ vọng đó lại sụp đổ. Cảnh giới của Uyên Vương cao hơn, nếu hắn chỉ có nhiều đây thì giữ lại cũng không có tác dụng nữa. Cô tung ra chiều kết liễu bằng cách triệu hồi ra rất nhiều xúc tu sắc nhọn, đâm mấy chục nhát xuyên người La Hầu. Tưởng rằng Cuồng Vương đã bại trận, nhưng ý chí mãnh liệt không chịu khuất phục trong tim vẫn rực cháy. Trái tim hắn bất ngờ đập nhanh, đấu hồn lần nữa thiêu đốt, toàn bộ cơ thể biến hóa thành trạng thái siêu say da. Làn da biến đổi thành màu nâu xám, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, vết thương trên người khép lại cực kỳ nhanh. Uyên Vương chứng kiến cảnh tượng này liền vui sướng. Đây chính là cảnh giới cô đã theo đuổi cả đời, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. La Hầu hóa thú lao đến tấn công, Uyên Vương dựng lên hàng rào xúc tu ngăn cản, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của Cuồng Vương, xúc tu nhanh chóng bị phá hủy. Cuồng Vương thừa thế lao đến đâm một đao vào giữa ngực Uyên Vương. Trước đó đao của hắn không thể tạo ra tổn thương cho bộ giáp, bây giờ thì đã khác, bộ giáp chỉ giống như một miếng thịt dễ dàng bị đâm xuyên qua. Dù bại trận thì cô lại vui mừng, bây giờ không ai có thể ngăn cản được hắn nữa, cô muốn hắn hủy diệt sạch sẽ mọi thứ trước mắt đi. Sau khi hạ đò ván Uyên Vương, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang phía thiên thần. Đúng như lời cô đã nói, La Hầu bây giờ đã mất hết tâm trí, dục vọng chiến đấu không thể dừng lại. Bất kỳ khiêu chiến nào đều chỉ khiến đấu hồn của hắn bị thiêu đốt mãnh liệt hơn. Như Lai muốn ra sân, đánh thức ý thức của La Hầu. Sau vài chiêu giao thủ thì vị đại thần này cũng bị chém trọng thương. Tuy nhiên, điều này lại nằm trong ý định. Như Lai không sử dụng ra toàn lực vì muốn xem thử La Hầu liệu có chút lưỡng lự nào khi xuống tay với mình hay không. Và dĩ nhiên là không. Đúng là quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị chém rụng. Không còn cách nào khác, Như Lai đành phải dùng toàn lực. Đầu tiên là sử dụng thần kỹ triệu hồi ra nhiều nhánh cây trói buộc Cuồng Vương lại. Sau đó, xâm nhập vào nội tâm hắn. Không gian nội tâm của La Hầu đã bị biến đổi thành bộ dạng trống rỗng, liên tục sụp đổ. Ý thức La Hầu chỉ biết đứng yên một chỗ. Như Lai chạy đến kêu gọi nhưng trước khi kịp tiến lại gần thì đã bị đánh bật ra ngoài. Ý thức của hắn đang chống cự lại sự xâm nhập. La Hầu gồng mình phá vỡ thần kỹ trói buộc rồi cầm đao xông lên. Như Lai sử dụng ra kim thân để chiến đấu. Các đòn tấn công của hắn cực kỳ mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đủ tạo ra đủ sát thương để phá vỡ kim thân. Ngược lại, Như Lai thì di chuyển quá linh hoạt, luồn lách qua người La Hầu, đánh gãy tay hắn rồi tặng cho hắn một trận no đòn. Đáng tiếc rằng tốc độ khôi phục của hắn lại quá nhanh, vết thương lành lại chỉ mất vài giây, mà hành động của Như Lai đã khiến hắn trở nên điên tiết. Một khi đã nổi điên, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn chém ra mấy chục luồng kinh lực sắc bén, Như Lai cảm nhận được sự áp lực nên cũng không dám chống đỡ trực diện, buộc phải sử dụng đến thần kỹ. Ngừng tụ ra kim cang khổng lồ để ngăn cản các luồng kinh lực. La Hầu thế vậy càng điên tiết, hắn trực tiếp xông lên đánh trực diện với người khổng lồ. Sức mạnh của La Hầu bây giờ đã mạnh hơn trước vài lần. Kim cang bất hoại cũng chỉ có thể đỡ nổi 3 đòn tấn công. Như Lai cũng đã bị trọng thương, mà La Hầu thì không có dấu hiệu dừng lại. Đối mặt với lần tấn công tiếp theo, Như Lai đành phải dùng hai tay ngăn cản, sức mạnh khủng khiếp như ngọn núi giáng xuống. Cơ thể Như Lai bị ép tới cực hạn, bắt diệt kim thân bị xé rách. Một khi mất đi kim thân, thân thể bình thường sẽ chẳng thể chống đỡ được, có thể bị chém rụng ngay lập tức. Đúng vào lúc này, Tô Ma bất ngờ xuất hiện đánh một chưởng lên tay La Hầu, khiến công kích bị chém hụt. Nhờ vậy mà Như Lai đã may mắn giữ lại được tính mạng. Đổi lại thì cơ thể Như Lai đã trọng thương nặng. Tô Ma đứng ra khuyên ngăn phụ thân. La Hầu đáp trả lời khuyên bằng cách chém ra hai luồng kình lực. Rất may là cậu bé này đã học được chiêu thức kim cang hộ thể nên không bị thương. Mẫu thân cậu lên tiếng hô hào cậu lùi lại. Tô Ma từ chối, cậu muốn quyết chiến đến cùng. La Hầu thấy có người cản đường nên liên tục vung đao tấn công. Tô Ma dùng thân thể linh hoạt tránh né công kích, sau đó tìm cách nhảy lên gần ôm chặt cổ La Hầu và liên tục lên tiếng khuyên nhủ hắn tỉnh lại. Tuy nhiên, La Hầu vẫn y nguyên không có phản ứng. Hắn bạo phát đấu hồn, sức mạnh đấu hồn hóa thành vài trăm luồng kình lực, mọi thứ xung quanh bị phá tan tành, Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên cung sẽ bị phá hủy. Vì là người ở gần nhất nên Tô Ma bị đấu hồn băm cho suýt nát người. Có lẽ được thừa hưởng di truyền từ phụ thân nên sau khi bị trọng thương, Tô Ma lại trở nên mạnh hơn. Cậu bé đột phá cảnh giới ngũ thần đấu cảm, sau đó sử dụng loại sức mạnh này kết nối với tâm trí La Hầu. Nhờ vậy mà La Hầu đã tỉnh táo trở lại. Đến đây thì trận chiến dừng lại, nguy cơ của thiên giới cũng không còn nữa. La Hầu lên tiếng tuyên bố trận chiến tranh giữa thiên thần và A Tu La chấm dứt, sau này không xâm phạm lẫn nhau. Các đấu sĩ nghe xong những lời này liền được một phen bất ngờ. Nhưng đây là luật pháp của vương nên không ai có ý kiến. Ngoài ra hắn cũng nhắc nhở Đế Thích Thiên cùng toàn thể thiên thần, bọn họ mà vi phạm lời thề thì hắn sẽ trực tiếp đến huyết tẩy thiên cung. Mọi chuyện ở đây đã xong, La Hầu nhanh chóng rời khỏi thiên cung để trở lại địa bàn của mình. Về phía thiên thần thì vẫn chưa được nghỉ ngơi, lớp sóng này vừa trôi qua thì lớp sóng sau lại đến. Sức mạnh của ám hồn đã xâm nhập mạnh mẽ ở nhân gian, tạo thành tai họa. Đồng thời, nguyên thủy ngọc tồn cũng đã đến được bỉ giới, vĩnh hằng chi hỏa e là không ổn rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với các thầy trò đường tam tạng? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!